Đây. Nhưng mà nếu mà nhập được thì gọi rồi. Bởi vì như là chứng nhận của mình là chứng nhận là cô sẽ nhập ra mãi được đúng không? Dạ, thằng bạn ở Bình Định nó làm bên chăn nuôi. Nói chung ngành luôn. À, nó quen bên cái cánh bên đó. Dành nè. Dạ. Nó cũng bên chăn nuôi luôn mà tại vì nó có quan hệ với bên tụi nước ngoài. Là nó đi nó sẵn quảng bá nội du lịch gì đó. Dạ. Trái chín quá trời. Quá xá chín luôn các bạn ơi. Hãy đến vườn quýt Lai Vung Tết nay nhé. Ok. Quá xá đẹp. Đó, vậy đó. Nếu các bạn thấy thích hãy like và subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn.